hay cây trà Bạch Nhật ạ. Tán rất là to và đẹp. Cái gốc của nó thì to bằng ngón tay cái. Còn đâu chiều cao của cây là 1, 2, 3, khoảng tầm 60, hơn 60cm. Và cái đường kính tán của nó lắm ạ. Cây này 1, 2, 3, khoảng tầm được 60 nhá bạn. Bạn nhé, các bạn có nhu cầu mà muốn mua cặp hai cây trà Bạch Nhật rất là đẹp như này thì vui lòng liên hệ thật sớm bạn nhá.